Con đi đâu mà giờ mới về vậy? Dạ thưa sư phụ, con đi tập gym. Tập gym á? Ủa sư phụ cười gì vậy sư phụ? Ta cười vào mặt con đấy. À, đúng. Ô, tóc con dính gì này? Ôi, dạ dính gì sư phụ? À, dính đầu à? Hả? À, sư phụ thấy con có nở nang không? Con hãy thể hiện sức mạnh cho con. Trời ơi. Má, nó không để cho nhỏ nói hết kìa cả. Nó tán nhỏ không biết đường về Thanh Hóa luôn. Trời ơi trời, chưa kịp nói xong cái câu con hãy thể hiện sức mạnh cái bộ. Nó đã hơi phản đúng không? Xin lỗi. Trời, sao những cái hài đơn giản vậy mà nó mắc cười dữ vậy trời. Đã bao giờ hai đứa nghĩ rằng đến đây thi và được 40 triệu chưa? Nãy giờ đang sợ không biết qua được vòng 1 không? Không có được vòng 1 đấy anh. Đi lên rồi hỏi là nếu mà không thi được thì nói trước là xin ôm hai anh rồi thôi cho đỡ lỗ. Không có duyên dữ luôn ta. Mà nó quýnh thiệt hay sao á? Quýnh thiệt. Không, mà bà kia cũng có hình thể. Anh rất là thích cái hài của tụi em. Tại vì vậy nè, nó đàng hoàng. Nó không có giễu cợt. Nó không có nhăn nhó mặt mày rồi. Nhẹ nhàng, tự nhiên. Anh rất là thích cái kiểu này. Mặc dù này nó hơi ngô nghê tí, nhưng mà ở đây là không phải là sân khấu dành cho những người chuyên nghiệp. Chính xác. Nên tụi anh đâu có giờ bắt bẻ được cái chuyện mà ngô nghê mà nó có nhiều cái vụn vỡ gãy đổ trong tâm hồn được. Tại vì thế này nè, có nhiều người người ta xem chương trình này cứ đòi hỏi là ủa cái người này phải diễn giỏi mới được nhận tiền, mới xứng đáng nhận tiền. Làm gì đâu có mới lên có chút xíu mới được tiền. Trời ơi, mỗi một chương trình có mỗi tiêu chí khác nhau. Đến một chương trình diễn hài chuyên nghiệp thì cần cái tiêu chí là phải diễn cho giỏi. Còn cái tiêu chí của cái chương trình này là không cần biết làm gì, đúng một phút làm cho người ta cười. Đó, không cần biết cái bạn làm cái chuyện gì. Đây không phải là lúc mình khẳng định số tiền mình sẽ lấy, mà khẳng định cho mọi người biết là mình cũng có một chút khả năng và mình đang khẳng định điều đó. Mình sẽ cố gắng theo đuổi cái đam mê của mình. Dĩ nhiên mình không phải là ăn chơi chợ búa nhậu nhẹt xa cơ thất thế, mà mình cho gia đình biết rằng là mình sẽ cố gắng. Đến khi nào không còn sức cố gắng nữa thì mình sẽ về với gia đình. Để chi? Để làm công việc gia đình mong muốn. Bây giờ mình còn trẻ mà. Ít ra 40 triệu em có thể ở lại đây nửa năm. Hồi lâu em đi theo đuổi cái nghề diễn viên này à, thì ba em mới không đồng ý. Rồi xong ba em kêu là không có ai trong ngành. Với lại là em mới nói, rồi ba mới nói là lấy anh. Ba lấy anh là đâu phải 1000 người mới có được một người Trường Giang. Thì em mới nói thì giờ ai cũng sợ như ba thì biết đâu thì sao mà lại có một người Trường Giang thứ hai để ba xem được nữa. Mà mình phải, em phải cố gắng, quyết định cố gắng là không có từ bỏ. Nói chung anh là cái người mà em lấy làm động lực của em nhất. Nên nãy anh, em gặp anh khóc. Tức là vậy nè, mình có đam mê mà mình theo đuổi một cách chân chính. Khi nào mình cảm giác là nó không phù hợp mình thì mình dừng lại. Chứ không phải vì bất cứ gì, lý do gì mình dừng lại. Ai mới trưởng thành là cũng đâu có ai trong nghề, trong nhà không nghề đâu. Tụi anh thì tự lực đi lên thôi. Với sự may mắn nữa thì tụi anh có vị trí như hiện nay. Tụi em cũng vậy. Và ngày xưa tụi anh không có cơ hội mấy cái cuộc thi này đâu. Đâu có đâu. Hồi xưa không có cái cuộc thi này cho tụi anh thi. Nói chung là anh thì anh thấy như vậy. Không nhất thiết cứ phải là Trường Giang với Trấn Thành thì mới làm trong nghề, right? Chỉ cần mình được sống trong cái nghề mình yêu thích, mình kiếm được đồng lương từ cái nghề đó, mình sẽ thấy nó hạnh phúc hơn là mình làm một cái nghề mà mình không biết tại sao mình làm. Hả? Anh thì anh nghĩ vậy. Tại vì cuộc sống mỗi một người, người ta hạnh phúc vì một điều gì đó. Bây giờ có phải là con người kiếm tiền cuối cùng chỉ để hạnh phúc thôi, đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói đi, và tất cả mọi người trên đời này kiếm tiền cuối cùng là chỉ để hạnh phúc. Như vậy nếu như người ta có, mỗi người có nhu cầu khác nhau, có người ta cần nhiều tiền người ta mới thích, mới hạnh phúc. Nhưng với em thì em cần ít tiền thôi, nhưng miễn là mình sống đủ trong cái nghề này mình vẫn thấy hạnh phúc. Đúng rồi. Đó là cái chuyện của mình. Thành thử ra đừng ai áp đặt ước mơ cho ai cả. Và làm ơn tôn trọng cái đam mê của mỗi một cá nhân. Tôi nghĩ vậy. Tại vì có những con người kiếm tháng 40 triệu ta cũng không thấy đủ nữa. Có những con người kiếm tháng cái tỷ ta cũng không thấy đủ nữa. Mà em thấy đủ thì nó là đủ.
Cái gì muốn gì? Tại vì người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng cơm quê đồ, em hiểu không? Thì người ta để kiếm thêm chứ đủ thì người ta đâu có mở ba cái đó, người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật. Hiện tại là hai bạn đã có một cái điều là sự sung sướng của mình khi đến chương trình này, gặp tụi anh, gặp chương trình và có giải thưởng gọi là 40 triệu, đó chính là giải thưởng cầm trong tay và chắc chắn có tấm vé vào đêm gala dành cho những cái cặp hoặc là những thí sinh mà duyên dáng dễ thương, tài năng. Bây giờ nếu mình chiến thắng ở vòng cuối là trọn vẹn về niềm hạnh phúc luôn, đó là 100 triệu và tấm vé vào trong kia. Nếu như không may mắn mình rớt, mình vẫn vào gala. Dạ. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? Bây giờ như thế nào? Dạ đi tiếp. Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ôi trời, con tập gym mà lực con có vậy thôi sao? Trời sao? À. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vì ngày vui em về. Lan ơi, anh đi. Mai anh lên chốn thành đô có nhà xe nó rực rỡ, xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò rõ mong chờ. Anh ơi, có chút tuyển mọn em gửi anh làm lộ phí đường xa. Sao anh chưa đi? Có 40 triệu em đưa anh nhiêu đây, sao anh đi? 40 triệu mà đánh tao hai vòng còn gì nữa. Các bạn đã nhận được giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng. Sao anh chưa đi? Có 40 triệu em đưa anh nhiêu đây, sao anh đi? 40 triệu mà đánh tao hai vòng còn gì nữa. Chương trình này sẽ phát sóng toàn quốc, thế nên Thanh Hóa vẫn xem chương trình này rất là nhiều, cả gia đình, cả dòng họ và cả xóm của em sẽ xem em trên sóng truyền hình. Em thấy sao? Sướng lắm ạ. Gia đình em lúc đó em nghĩ là mọi người sẽ nói gì? Thôi con cứ tiếp tục công việc đi. Thôi con cứ tiếp tục công việc ấy đi. Mình đoạt 100 triệu nó cũng chưa gọi là gì to tát lắm, nhưng mà số tiền 100 triệu là rất là lớn. Còn cái thành tựu là mình vượt qua 5 vòng thì nói thật ra thì nhiều người nói cũng đúng là ui dồi ôi, cũng là cái gì đâu. Nhưng không, mình hãy hành diện với chính bản thân mình trước, đúng không? Mình không nghĩ là mình làm được điều này. Thật ra mà nói á, tụi em không phải là diễn viên hài, nhưng tụi em hiểu về hài. Cái này anh nói thiệt là tụi em có hiểu về hài. Và cái cách thể hiện của tụi em cũng không giỏi, nhưng trời thương tụi em là cho tụi em có cái câu chuyện. Cái câu chuyện làm cho người ta mến mình ha. Hài nó, cái gì nó đến đầu tiên phải đến từ cái sự cảm mến của cái người đối diện dành cho mình. Cái đầu tiên là cái mến nè, vì cái câu chuyện của tụi em. Cái thứ hai là cái sự ngây ngô của cái bạn này nè, cộng thêm cái sự trách nhiệm của cái bạn này, hai cái nó bổ trợ lại với nhau, nên tụi em tạo ra được những cái tình huống thú vị trên cái sân khấu này. Và cái 100 triệu này không phải là dành trao cho diễn viên hài, cũng không phải là trao cho những cái người mà diễn hài giỏi. Ở đây trao cho người đầu tiên là đủ may mắn, cái thứ hai là đủ cái duyên dáng, và cái thứ ba là đủ cái bản lĩnh để chiến thắng tâm lý của mình trước bao nhiêu con người, và đặc biệt là với hai cái người đã từng diễn hài rất nhiều ở trên này. Thì đây là cái giải thưởng dành cho tụi em. Thì tụi em, anh nghĩ rằng là như anh Giang nói đúng, thật ra em được quyền post một tấm ảnh lên Facebook với cái tấm bảng 100 triệu và đều đúng một câu ngắn gọn rằng là không phải ai cũng làm được chuyện này đâu. Thật sự là như thế.
Thôi, nói gì nữa. Thẳng rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc.